sáng ngày 18 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp trực tuyến đánh giá công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh liên quan. Tại điểm cầu huyện Tân Lạc, đồng chí Bùi Văn Nhỏ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng các thủ trưởng cơ quan đơn vị liên quan đã cùng tham dự. Thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh. Theo báo cáo mới nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, điểm chỉ số PCI tỉnh Hòa Bình đạt 62,8 điểm, đứng ở vị trí số 44 trên 63, thuộc nhóm điều hành trung bình. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh. Đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc tại địa phương như giải phóng mặt bằng, về quy hoạch sử dụng đất, công tác hỗ trợ các doanh nghiệp ảnh hưởng đến dịch bệnh COVID-19. Đồng thời đề xuất các phương án và giải pháp tháo gỡ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các ngành, các địa phương trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh. Chia sẻ về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ban chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để tạo chuyển biến căn bản về tư duy, nhận thức và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực đầu tư cấp tỉnh, quán triệt cho công chức, viên chức phải có thái độ cư xử tốt, tạo thiện cảm cho doanh nghiệp và công dân, tăng cường hỗ trợ tiếp cận thông tin về quy hoạch đô thị, xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.